Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, nằm ở bảng đấu nhẹ lại được chơi ở trên sân nhà, đội tuyển Singapore sáng cửa vào bán kết sau 4 kỳ liên tiếp bị loại ở vòng bảng. Nhưng xa hơn, thầy trò huấn luyện viên Tatsuma Yoshida được kỳ vọng là sẽ mang lại ánh hào quang một thời thống trị ngôi cao ở Đông Nam Á. Đánh bại Thái Lan trong cuộc đua giành quyền đăng cai AFF Cup 2020, Singapore đã cho thấy khát vọng rất lớn khi chuẩn bị một cách chu toàn nhất để có thể tổ chức giải đấu qua đó mang những lợi thế đến cho đoàn quân của ông Yoshida. Chưa hết, đội tuyển Singapore cũng là một trong những đội bóng có quá trình rèn rũa chuyên môn chu đáo nhất bằng chuyến tập huấn ở tại UAE. Nhưng dường như là với những gì đã thể hiện trong chuyến tập huấn này khi thua Kyrgyzstan 1-2 trong tình cảnh mà đối thủ chỉ còn có 10 người ở trên sân, và đặc biệt là trận đại bại 1-7 trước Maroc đã dấy lên những nghi ngờ về sức mạnh của sư tử Đông Nam Á. Trước những hoài nghi về năng lực của các cầu thủ, Huấn luyện viên Yoshida đã phải chấn an dư luận rằng hai quân xanh vừa qua mà đặc biệt là Maroc đều có đẳng cấp cao hơn hẳn so với các đội bóng ở trong khu vực, cho nên Singapore sẽ thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác ở AFF Cup 2020. Những nghi ngờ về chất lượng đội hình của Singapore đã bắt đầu trước đó khi mà đội bóng này thi đấu 3 trận còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào tháng 6 vừa qua và kết quả là Singapore đã thua trắng cả 3 trận trước Palestine, Ả Rập Xê Út và Uzbekistan khi mà để lọt lưới đến 12 bàn và không ghi nổi một bàn thắng nào. Singapore đã từng một thời làm khuynh đảo AFF Cup, thậm chí có lúc họ vượt mặt Thái Lan ở số lần lên ngôi vô địch. Nhưng đó là lúc mà đội bóng này được dẫn dắt bởi phù thủy Abramovich và đặc biệt là được sự phục vụ của các ngôi sao nhập tịch như là Duric, Kashmir, Daniel Bennett, vân vân lúc mà đã ngán với cách làm bóng đá theo kiểu sống tầm gửi ấy để quay lại với giá trị truyền thống, chỉ sử dụng những cầu thủ nội thì Singapore đã trở thành một đội bóng trung bình yếu ở trong khu vực. Liên tục tham dự ở trong thời gian qua nhưng đội bóng này lại bị loại ở vòng bảng cả 4 giải đấu gần đây là những minh chứng rõ ràng nhất. Trong thành phần tham dự AFF Cup 2020, người xem vẫn dễ dàng nhận ra một số gương mặt gạo cội ở trong chuỗi thất bại ấy của Singapore. Đó là thủ môn Hassan Sunny, là hậu vệ Safuan Baharudin, tiền vệ Harris Harun hay là tiền đạo Faris Ramli. Ngoài ra những gương mặt rất được kỳ vọng trong thời gian gần đây như là anh em con nhà huyền thoại Fandi Ahmad là trung vệ Ifan Fandi, tiền đạo Isan Fandi tiếp tục hiện hữu ở trong đội hình. Khác với trước, Singapore chỉ sử dụng một cầu thủ nhập tịch là Song Yu Yang. Tiền vệ gốc Hàn Quốc này là cầu thủ nhập tịch duy nhất của đội bóng này trong gần chục năm vừa qua. Đa phần các cầu thủ Singapore đều có thể hình lý tưởng cho nên không chiến sẽ là miếng đánh sở trường và cũng là ưu điểm của đội bóng này. Trong cách tiếp cận khung thành đối phương, đội bóng quốc đảo sư tử cũng thường sử dụng những quả lật cánh đánh đầu để hy vọng tìm kiếm sự đột biến trong tấn công. Dù vậy, những tiền đạo hiện tại của Singapore như là Ramli hay Isan Fandi không phải là quá xuất sắc ở trong cách tiếp cận khung thành đối phương. Lối chơi của Singapore không thực sự quyết liệt và thường lộ nhiều khoảng trống cho đối phương khai thác. Đó là lý do mà đoàn quân của ông Yoshida gần như là thua trắng trước các đối thủ có tốc độ và lối chơi mạnh mẽ, xoay sở nhanh như là Ả Rập Xê Út, Uzbekistan hay là Maroc. Nhìn tổng thể, đa phần mọi người đều đánh giá Singapore khó lòng có thể mơ đến ngôi cao ở tại AFF Cup 2020 như là thời Hoàng Kim trước đây. Nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Yoshida có thể cạnh tranh một suất vào bán kết trong một bảng đấu mà có nhiều đối thủ không phải là ứng cử viên vô địch như là Philippines, Myanmar hay Timor-Leste ngoại trừ của đội tuyển Thái Lan. Không phải ngẫu nhiên mà mới đây trang chủ của AFF Cup lại lựa chọn tiền vệ Harris Harun vào danh sách 11 cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử của giải đấu. Tiền vệ Harris Harun đang được xem là thủ lĩnh, người cầm trịch lối chơi của Singapore. Harun không chỉ mạnh ở trong tranh chấp mà các pha truyền bóng sắc bén của anh luôn có độ sát thương cao. Trong lối chơi của Singapore, Harris Harun nắm giữ chìa khóa để mở ra thế trận tấn công cũng như là có thể xoay chuyển tình thế. Tiền vệ sinh năm 1990 quá quan trọng với Singapore nhờ tài năng vượt trội. Cách đây 4 năm, Harun đã chia tay câu lạc bộ Johor Darul Tajim để sang Tây Ban Nha khoác áo câu lạc bộ hạng 3 với một bản hợp đồng cho mượn một năm. Trước đây thì trong màu áo câu lạc bộ Johor Darul Tajim của Malaysia, Harun đã giành 3 chức vô địch Malaysia Super Cup và một lần đăng quang ở AFC Cup 2015. Trong bối cảnh nhiều cầu thủ nhập tịch của Singapore đã bước vào bên kia sườn dốc của sự nghiệp, không còn thi đấu nữa thì vai trò của Harun lại càng cao, nhiều khả năng sẽ quyết định thành bại của đội bóng này. Trận đấu mở màn AFF Cup với chiến thắng 3-0 trước Myanmar đã buộc Đông Nam Á phải đánh giá lại tuyển Singapore. Phải chăng là đội bóng giàu thành tích thứ hai ở trong lịch sử AFF Cup đã thức tỉnh? Phân cấp sức mạnh của bóng đá Đông Nam Á một lần nữa được thể hiện rõ ràng ở sau lượt trận mở màn AFF Cup 2020. Nửa trên là những ông lớn như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, có nửa dưới là Lào, Campuchia, Timor Leste, vân vân. Cuộc đối đầu được người ta đánh giá là cân bằng nhất ở lượt mở màn chính là trận đấu giữa Singapore và Myanmar, nhưng cuối cùng thì nó lại trở thành trận đấu chênh lệch nhất. Đội tuyển đã từng 4 lần vô địch khu vực đã buộc Đông Nam Á phải đánh giá lại về họ. So với Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Singapore đã chạm trán đối thủ mạnh nhất, nhưng họ cũng là đội thắng ấn tượng nhất. 3 bàn thắng của Singapore được ghi trong khoảng 13 phút Họ tung 17 cú sút về phía khung thành đối thủ, trong đó thì có 9 cú sút trúng đích, một tỷ lệ mẫu mực. Thông số phạt góc, sút phạt của Singapore đều áp đảo và thật thú vị khi mà họ làm những điều đó chỉ với tỷ lệ kiểm soát bóng có 46,1%. Myanmar cầm bóng nhiều hơn nhưng Singapore thì mới là đội tạo ra nhiều nguy hiểm hơn. Người Singapore không cần truyền bóng quá nhiều để đạt được điều mình muốn. Singapore có 261 đường truyền, kém xa so với Việt Nam là 615 đường. Nhưng các thông số quan trọng liên quan trực tiếp tới khả năng đe dọa khung thành của họ thì đều ấn tượng. Tỷ lệ sút bóng trúng đích của Singapore là 64% so với 35,4% của Việt Nam. Tỷ lệ tạt bóng thành công là 33%, gấp đôi so với Việt Nam. Họ cầm bóng ít nhưng đá phạt góc nhiều nhất trong ngày khai màn với 10 lần, bằng chứng cho chất lượng lên bóng ở biên buộc đối thủ phải phá bóng và từ đó có cơ hội để đá phạt. 90 phút với Myanmar có thể hé lộ hình ảnh của đội tuyển phòng ngự phản công hay nhất ở tại AFF Cup 2020. Khi mà xu hướng kiểm soát lên ngôi với các đại diện tiêu biểu là Thái Lan, Việt Nam, Singapore vẫn trung thành với cách đá phòng ngự phản công và ưu tiên truyền dài. Đó cũng là thứ bóng đá đã làm nên thành công của họ ở trong quá khứ. Nhưng khi đó thì Singapore gây ấn tượng với dàn cầu thủ nhập tịch. Còn lần này thì họ làm điều đó với những cầu thủ nội. Khi mà tôi được tung vào sân, khi tôi lắng nghe tiếng hò reo từ các cổ động viên thì đó là lúc mà tôi nhận ra điều này thật đặc biệt, trận đấu này khác đấy và đó thực sự là một trận cầu lớn. Đó là những lời chia sẻ của Song Yu Yang, cầu thủ gốc Hàn Quốc mới nhập tịch Singapore hồi tháng 8. Anh là nhân chứng hiếm hoi của chính sách nhập tịch lừng danh mà bóng đá đảo quốc sư tử đã từng triển khai ở trong quá khứ. 20 trong số 28 cầu thủ Singapore đã được đào tạo trực tiếp tại Học viện Bóng đá Quốc gia đây là tổ chức được thành lập từ năm 2000 do liên đoàn bóng đá quốc gia Singapore trực tiếp quản lý. Tổ chức tập hợp những huấn luyện viên đào tạo trẻ hay nhất Singapore, đào tạo theo chương trình thống nhất với giáo án chung. Những cậu bé này sau đó đã gia nhập câu lạc bộ Young Lions cũng do liên đoàn bóng đá Indonesia quản lý. Đây thực chất là đội trẻ của Singapore được đào tạo ở điều kiện để thi đấu cho giải vô địch quốc gia. Cách làm đó giúp cho những đứa trẻ được chơi bóng từ sớm với các đàn anh, do đó tiến bộ nhanh hơn. Singapore là quốc gia duy nhất làm được điều đó và đã thành công ở tại Đông Nam Á. Diện tích quốc gia này nhỏ và quy mô giải vô địch quốc nội cũng không quá lớn mang tới những điều kiện đặc thù giúp cho họ làm được điều này. Bởi vậy, các đội tuyển Singapore luôn có lối chơi đồng nhất. Bên cạnh Học viện bóng đá quốc gia, thành công ban đầu của tuyển Singapore cũng có dấu ấn từ Lion City Sailors, câu lạc bộ đã đóng góp 15 người cho đội tuyển. Đội bóng số 1 của Singapore đã được huấn luyện bởi Kim Dong-hun lừng danh người đã giúp cho Unsan Hyundai của Hàn Quốc vô địch châu Á mùa 2021. Lion City Sailors cũng sở hữu lò đào tạo lừng danh được thừa nhận ở cấp châu Á với ngôi sao từ liên đoàn bóng đá châu Á. Ông Kim cũng là huấn luyện viên đã từng được đồn đoán là sẽ dẫn dắt câu lạc bộ Hà Nội. Với hai bệ đỡ ấy, bóng đá Singapore thực ra là đã ghi lại dấu ấn từ vài năm qua. Ở vòng loại World Cup 2022, Singapore rơi vào bảng D tử thần, nơi có cả Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Palestine và Yemen, nhưng họ vẫn giành 7 điểm sau 5 trận đầu, có những thắng lợi trước Palestine và Yemen. Từ những chiến thắng đó, tỷ số 3-0 trước Myanmar bắt đầu trở nên dễ hiểu hơn. Đội hình Singapore ở AFF Cup có 6 cầu thủ U23, được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Nhật Bản Tatsuma Yoshida, Trang báo Street Times* đã miêu tả đội bóng này có thể đưa bóng đá Singapore tiến vào kỷ nguyên mới. Cuộc đối đầu giữa Singapore và Philippines vào tối ngày hôm nay mùng 8 tháng 12 cũng là rất thú vị. Đội bóng đến từ quốc đảo sư tử gặp đội bóng đang phản chiếu lại hình ảnh của chính họ trong quá khứ. Philippines vẫn như 3 năm về trước, vẫn là đội bóng của những chàng phi kiều, thủ môn gốc Đức Ben Stripman, hậu vệ gốc Nhật Daisuke Sato, hậu vệ gốc Thụy Sĩ là Martin Steuber và đương nhiên không thể quên đội trưởng Stefan Strop. Người đã từng sinh ra ở tại Tây Đức, từng chơi cho câu lạc bộ Frankfurt là những trụ cột của đội tuyển Philippines. Đánh bại được Philippines với tỷ số 2-1, Singapore đã cho các đội ở Đông Nam Á thấy rằng họ sẵn sàng trở lại với bóng đá đỉnh cao. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.